lời nói đầu tiên thấy nhà TV cho nên chào các bạn. Hôm nay mình đi chia sẻ các bạn xem chiếc Komatsu đang mà đang múc múc đất để lên đường đó, làm cho em trái các bạn. TV nha các bạn, để mình có thêm cái động lực để mình quay tiếp những video hay và mới và hấp dẫn hơn các bạn ơi. Hôm nay mình đi chia sẻ cho các bạn xem là những chiếc xe cuốc, cái bàn cuốc để nó lên vuông trồng cây trái này các bạn, liên tiếp á. Thank you.
V60 đang múc vuông để trồng cây ăn trái nha các bạn ơi. Làm cái này mấy ngày mới xong đó các bạn. Bữa nay như ngày thứ ba hay thứ tư gì đó. Các bạn thấy không, thành phẩm nó rất đẹp. Anh tài xế này làm cũng rất là kỹ các bạn ơi, nhìn thấy nó bằng phẳng là nhìn nó đẹp lắm, nhìn nó cũng vừa bụng quá ha. Đây còn cái mương ở đây nè, còn mương này nữa là xong rồi nè các bạn, 1 clip 2 clip 3 clip 4 clip 4 clip các bạn ơi. Với lại hai bên này có sẵn rồi cũng không cần múc nữa nè các bạn.